chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh điện thoại của Hằng Tô ha. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2023 ha. Rồi em có về mấy dòng điện thoại iPhone và Samsung nha, Vivo, Apple, Redmi đồ đầy đủ nha, các cũng nhiều dòng ha. Rồi hôm nay em có iPad mini nữa nha, iPad mini rồi Samsung Tab A 2019 rồi iPad 3. Rồi bây giờ anh Dương test máy từng cái, cô chú anh chị nào mà nâng cây nào thì chốt liên hệ trực tiếp với em ha. Số điện thoại của em là 0939301439 nha cô chú anh chị. Hình thức xếp hàng bên em cô chú anh chị mình mua thì cộng cho em 5k vào tài khoản ha. Nếu không có tài khoản thì cộng cạc điện thoại nha. Mobi, Vina, Viettel, cái nào cũng được ha. Rồi trước khi cô chú anh chị mình nhận hàng thì mình được xem hàng nha, được xem hàng test máy ha. Rồi cô chú anh chị nào ở khu vực thành phố Tân An thì cứ tới số nhà 42 Phan Đình Phùng nha, phường 2 thành phố Tân An, Long An, tới mình xem máy trực tiếp luôn ha. Rồi bây giờ em vô em test máy nha. Này em test iPad ha, iPad mini nha. Rồi trong khi chờ đợi thì em sẽ like iPhone trước ha, iPhone 5 nha. Hôm nay em có hai cây iPhone 5 thường nha, 5 thường màu đen, màu đen và màu trắng bạc ha, em còn hai cây. Rồi em test cam nha, cam trước thì cam sau. Mười sáu ghi ha, rồi máy nghe gọi nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị. Giờ mấy dòng iPhone này thì em có tải sẵn hết luôn cho cô chú anh chị ha, iCloud sạch nha, iCloud sạch em mới đăng nhập tài khoản iCloud vô. Khi nào một cô chú anh chị mình có tài khoản iCloud muốn tải gì thì mình cứ xóa cái tài khoản, đăng xuất cái tài khoản của em ra rồi mình đăng nhập tài khoản của cô chú anh chị vô mình tải tiếp ha. Rồi máy đẹp, cái máy này nó đẹp trên 95% luôn nha cô chú anh chị. Máy cô chú anh chị giá 650 ha. Rồi cái này cũng vậy nha, màu trắng bạc. Máy bên em là máy cũ mà đẹp keng luôn nha. Mấy máy này nó lâu đời mà nó còn được như vậy là nói chung là máy riêng, màng riêng không ha. Cây nào cũng như cây nấy nha. Rồi em test cam luôn nè, nè cam sau cam trước nè. Máy cũ thì mình chủ yếu là camera này giờ nhỏ nhưng mà cũng xài được, cũng nhiều chức năng nha. Zalo, Facebook, YouTube, TikTok gì cũng xài được hết luôn nha, nhỏ gọn. Rồi 650. Rồi iPhone 5 còn vân tay nha, còn vân tay em còn một cây, cây màu đen này ha, còn vân tay full chức năng nha, mặt lưng nó còn dán keo ha, bán cho cô chú anh chị giá 800 nha, full chức năng luôn. Đây em có cài đặt sẵn hết luôn ha, em vô test vân tay cho cô chú anh chị xem nha. Rõ ràng ha. Rồi 800k, em còn cây duy nhất nha. Rồi 5m mất vân tay em còn hai cây nha. Một cây màu hay màu vàng ha. Cây màu vàng và một cây màu gold nó hơi lợt hơn nha. Cây màu vàng thì trắng vàng thì nó còn keo sau lưng ha, còn cây này thì mất keo nha. Nhưng
nhưng mà máy vẫn còn đẹp, hết pin rồi. Ủa còn máy hết pin rồi. Rồi cái này nó bị hết pin rồi nha cô chú anh chị. Rồi 5C em có hai cây nha, hai cây màu xanh. Xanh lá với đây. 5C em còn đẹp 95% luôn nha cô chú anh chị. À, máy không có đầy gì hết nha. Green ha. Cái máy này thì màn green đem chụp hình nè. Rồi tới cây màu xanh này ha. Cam Đức và cam sao. Nói chung là iPhone bên em là chụp hình bao đẹp nha. Không có cây nào mà chụp hình xấu hết, cảm ứng vậy nha, cảm ứng nha. Ok, tay để tay ra. Rồi 800k ha. Rồi 6G 64GB còn vân tay nha. Em có 2 cây 64GB hết ha. Rồi cam trước cam sau. Ok. Máy em tải sẵn hết luôn ha. Mấy cái máy này em cô chú anh chị mình mua iPhone bên em thì được tặng cáp sạc với giống như hai cây này nó có ấp lưng thì em tặng ấp lưng ha. Còn cây nào không có thì em không có tặng nha. Tại vì máy nó cái nào em mua máy cái nào có cái em xin có thì em cho, còn không có thôi em không có. Rồi cây này em bán cho cô chú anh chị giá 1.450.000 nha. 64GB còn vân tay hai cây. Hai cây màu gold. Còn cây iPhone 7 này cũng full chức năng nha. Bên em bán iPhone chính hãng không nha cô chú anh chị, không có bán Singapore, Trung Quốc gì nha. Ba cái máy 12, iPhone 12, 13 đó nó bị chụp 1-2 tấm hình là nó đầy dung lượng. Nó báo dung lượng đầy. Cho nên mình mua về là mình không có xài được cái gì hết, chỉ nghe gọi thôi. Mà nghe gọi, bấm nghe gọi nó cũng chậm nữa. Cho nên em không có bán nữa. Lúc trước em bán, em không biết em bán, giờ em biết rồi em không có bán nữa. Bán bảo hành thì khách mua về xài không được, đổi tới đổi lui hoài cho nên em không có bán nữa. Rồi cam trước cam sau ok ha. Rồi cái này em bán giá 1.850.000 nha, máy này cũng full chức năng ha. Cô chú anh chị nào muốn thắc mắc hỏi gì em thì kết bạn Zalo với em quay máy trực tiếp cho xem nha. Rồi này 6S nè. 6S nhỏ 32GB vân tay còn đầy đủ pin 100 luôn nha. Ngày hôm nay em bán cho cô chú anh chị cây này 1.600.000 luôn ha. Nói chung là máy còn đẹp 97-98% luôn nha. Nè máy nè. Góc cạnh gì không có bị trầy gì hết nha. Triệu 6. Rồi mà còn một cây 6 lút duy nhất. Mất vân tay. Màn hình nó bị một chấm trắng nhỏ nhỏ gì ngay chính giữa nha. Đây em quay kỹ cho xem nha. Nè một chấm trắng ở đây. Nói chung là tình trạng máy sao em báo vậy nha. Chứ để cô chú anh chị mình mua về rồi cái em cho test máy thì thấy màn hình vậy thì không mua. Cho nên thành ra máy có làm sao em báo vậy. Mất công bơm hàng đổi tới gửi lui ra máy em lâu. Rồi cái máy này có một tay không tháo lưng ra được. Còn đẹp 98% nha cô chú anh chị. Rồi iPhone 6 lút.
32GB mất vân tay, em bán cho cô chú anh chị giá 1.6 triệu nha. 6 lút nha chứ không phải 6G nha. Tặng cáp sạc ấp lưng ha. Rồi, hôm nay em có ăn cây Bass Mini ha. Bữa nào coi đi chú. Bass Mini này nay em bán, em bán rẻ cho cô chú anh chị nha. Nay em mua được cây này rẻ cho nên em bán rẻ nha. Máy nói chung là tình trạng còn đẹp nha. Máy không có đầy, không có xước gì nhiều nha. Cái này là không phải mà tại vì máy bị gì mà em bán rẻ. Cái này là tài khoản ai lao sạch luôn, không có ai lao nha. Nè, em có tải sẵn YouTube nè. Bán máy có điện chỉ nhà luôn, cứ yên tâm, không sao bán máy bậy. Không ai bán bậy chỉ nhà đúng không? Nè, có YouTube sẵn ha. Rồi cô chú anh chị mình mua thì em kết nối wifi, em gửi video hay là em cho xem máy trực tiếp luôn. Cây này hôm nay em bán rẻ, em bán 700k thôi nha. Tìm máy bằng như chú, mấy anh chị cho. Có em bé thì cho em bé mình thế xem ha. Còn cô chú anh chị nào mà mình mua 6 hay là 5 ớt sao? Muốn có ớp lưng thì em cũng mua ớp lưng luôn. Em mua giùm ớp lưng, cái ớp lưng nó 200k. Cái ớp lưng, cái bao da nó che cái mặt lại luôn, khỏi sợ. Nếu nhà mình có em bé ha. Rồi, cây này 700k nha. Có một cây duy nhất thôi nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Tab A 2019 nha. Cây này thì RAM 2, bộ nhớ nó 32 nha cô chú anh chị. Thông pin pin 5001 luôn ha. Coi đã luôn á. Android 10 ha. Android 10 pin 5001. Con này là RAM 2, bộ nhớ 32. Rồi máy đẹp 98% nha. Đây. Pin 5001. Em bán cho cô chú anh chị giá 1.5 triệu nha. Samsung Tab A 2019. Rồi cái cây iPad mini, nếu như mà cô chú anh chị nào mình muốn mình muốn mua cái ốp da giống vậy thì em mua giùm cho nha. Cái da nó 200k, còn cái này thì em có sẵn. Còn nếu mua cái máy không là 1.2 triệu ha. iPad 3 nha. iPad 3 này 32GB nha, em có tải sẵn YouTube nè. Để em test màn hình nha. Ok nha, pin cũng còn ok nha, pin cầm dữ lắm. Rồi bao da đó nè. Cái bao da là 200.000, là cái máy 1.4 triệu. Còn nếu ai không lấy bao da thì 1.2 triệu ha. Pin 5000 ha. Android 11. Máy đẹp 99% nha cô chú anh chị. Màn hình đẹp không ám ố gì hết ha. Chụp hình nè. Trong sao ram trước ok ha. Con này RAM 6 bộ nhớ 128 ha. Rồi em bán cho cô chú anh chị giá 2.4 triệu nha. Máy đẹp.
đi. A30S này Android 11 ha. Pin thì 4000. RAM 4, màu nhớ 64. Em chụp hình nha. Test cam nè, cam sau, cam trước nè. Trên 98% nha. Cái này là phải 99% mới được. Cái này còn thiếu cái vỏ nha. Bên em bán máy có kèm phụ kiện nha cô chú anh chị. Cái này chân sạc taxi ha, Android 11. Rồi A30S này ha, em có 1 cặp rồi, em bán cho cô chú anh chị giá 1.9 luôn nha. A30S giá 1.9. Pin 4000, Android 11 luôn. Có nào anh chị? Em test âm thanh nha. Xanh dương ha. Rồi em có 2 cây. Rồi A50 này em có 1 cặp ha, máy y như đẹp như nhau nha. Trên 99% em bán giá 2 triệu nha cô chú anh chị. 2 triệu, 1 cây 2 triệu. Vivo V2026 gọi là Y12S ha. RAM 4 màu nhớ 128. Pin 5000 nha cô chú anh chị. Máy chụp hình bao đẹp luôn nha. Đây, em chụp hình nè. Cam trước cam sau. Máy đẹp 99% luôn ha. Pin 5000. Rồi con này Y12S, Vivo Y12S, RAM 4 màu nhớ 128, pin 5000, em bán cho chú anh chị giá 2.4 nha. Có. Con này Redmi Note 8 ha. Redmi Note 8 này mặt trước mặt sau đẹp ha, không có trầy xước gì nhưng mà sườn nó hơi trầy nha. Sườn nó còn 95% mà. Sườn trầy, mặt trước mặt sau xấu nha. Thấy mặt trước mặt sau đẹp. Mà có sườn thì nó hơi xấu ha, máy trình trạng có sao em báo vậy nha. Cái này 4 RAM 4 cộng 2, độ nhớ 128 ha. Con này pin 5000 luôn nha. Rồi em tắt cam nha. Ừ.
này Redmi RAM 4 nó cộng 2 ha, pin 4000 nha. Pin 4000 mà RAM 4 cộng 2, bộ nhớ 128 em bán vô chiếu giá 2,3 triệu nha. Máy đẹp nghiêm chỉnh ha. Mặt trước mặt sau không đầy xước, có sườn nó hơi xấu nha, máy tình trạng có sao báo vậy nha. 2,3 triệu. Apple A5 ha. A5 Android 11, RAM 4, bộ nhớ 128. Máy có về một số dòng. Máy đẹp nha. Máy đẹp 99% ha. Còn có Redmi pin 5000. Pin là xài Vivo luôn á. Đó. Đó có lúc luôn á, mở lên coi. RAM trước thì RAM sau. Rồi máy này mình có cài đặt sẵn Zalo, Facebook, YouTube cho cô chú anh chị ha. Về mình gắn sim vô mình xài. Em thấy âm thanh nha. Con đó em để anh một triệu chín hơn ngày. Rồi con này máy đẹp 99% nha. Rồi em bán cho cô chú anh chị giá 2,4 triệu ha. RAM 4 bộ nhớ 128. Rồi máy thì em nhập mỗi ngày nha, mà mỗi ngày giá thì nó mỗi khác, giá lên xuống bất thường. Cô chú anh chị nào mình mua mình xem cái ngày gần nhất giùm em ha. Chứ mua bữa nay mua mà coi ngày của mấy tháng hôm trước thì chết em nha. Đồ điện tử thì nó lên xuống không có ghi nhập, nhiều khi máy đẹp máy xấu ha, giá nó khác nhau nên đừng. Rồi con này em bán giá 2,4 triệu ha. 5,600 anh ơi, 5,600 anh mua vậy nó chạy không nổi, về dùng cái này. Năm 500 lấy cái Redmi C3 Android 10 RAM 3 bộ nhớ 32. Rồi con này pin 5000 nha cô chú anh chị, em bán giá 1,9 triệu ha. Redmi C3 màu đỏ. Máy đẹp 98% ha. Oppo A16K Android 11 Cam 3 bộ nhớ 32 luôn. Con này mặt lưng còn dán keo nha cô chú anh chị, mua về mình tự tháo ra ha. Rồi sườn còn đẹp luôn, máy này đẹp 98% ha. Rồi A16K này máy đẹp 98%, em bán cho cô chú anh chị giá 1,9 triệu luôn ha. Đem chụp hình nha, cam trước thanh sau nè, Apple chụp hình khỏi chê ha. 1,9 triệu. Oppo A3s RAM 6 bộ nhớ 128 ha. Máy đẹp 99%, có tặng ốp lưng ha, cường lực có sẵn luôn nha. Tặng ốp lưng cường lực cáp sạc gần hết cái điện thoại luôn ha. Rồi chụp hình nè. Rồi con này em bán cho cô chú anh chị giá 2,3 triệu nha. A3s RAM 6 bộ nhớ 128. Màu đỏ có tặng ốp lưng trong nha. Rồi Samsung A11 con này pin 4000 ha, Android 11 luôn, chân sạc tai xi, máy đẹp 98%. A11 này em bán giá 1,7 triệu nha, màu xanh ha, xanh ngọc.
Rồi A7 A18 em còn một cây duy nhất nha. A7 2018. Pin thì nó có 3.3 thôi, em chụp hình nè, hôm trước nè. Hôm sau. Rồi máy này sườn đẹp, vỏ đẹp ha. Rồi em bán cho cô chú anh chị giá 1.7 luôn. Ủa khoan để em coi lại 56, 58. Xin lỗi. À cái này 4, nhớ 64 rồi. Em bán cho cô chú anh chị giá 1.7 nha. Em có một cặp màu đen ha. Chụp hình là cam sao hôm trước hả? Con này gam 3 bộ nhớ 32. Con này bên 5.000. Hai chín rồ, màn hình hơi ấm hồng chút xíu nha cô chú anh chị. Trời, cây này em mới nhập về nha. Rồi 29 rồ màn hình 6.8 pin 5.000 em bán cho cô chú anh chị giá 1.5 triệu hả? Giá 1.5 triệu nha cô chú anh chị. Huawei 9 2019 nha. Android 9 RAM 4 bộ nhớ 64 nha. Cam trước cam sau gì ok hết ha. Máy đẹp 97-98% nha. Con này em bán cho cô chú anh chị giá 1.5 triệu nha. RAM 4 bộ nhớ 64. Màu đen. Này rồi ba. Android 10. Cơ ba này gam 3 bộ nhớ 32 nha cô chú anh chị. Rồi em bán cho cô chú anh chị giá 1. Nó 1.4 triệu nha. Pin 5.000 á, máy đẹp 97% ha. Rồi quên mất like. Android 10 chân sạc tay C. Con này quên mất like nha cô chú anh chị, 4 cam dọc nè. Ý 3 cam dọc 1 thằng lén ha. Rồi gam 6 bộ nhớ 64. RAM 6 bộ nhớ 64 em bán cho cô chú anh chị giá 1.9 triệu nha. Rồi tiếp theo em có Vivo V66 ha. Máy này dòng máy rẻ tiền á, màn riêng nhưng mà vỏ thì nó hơi xấu nha cô chú anh chị.
Đây. Y sao 6. Android 6.1. RAM 3, bộ nhớ 32. RAM 3 mà bộ nhớ 32 em bán chỉ có 700 ngàn thôi nha. Đây. Vỏ nó hơi xấu ha. Y66 này em có hai cây ha. Hai cây y hình nha. Một cây màu gold, một cây màu hồng. Tổng giá 700 ngàn nha. Đây cũng Y66 luôn. Rồi RAM 332. Y66 em có 3 cây nha cô chú anh chị. 2 cây màu hồng, 1 cây màu gold á, 1 cây màu vàng gold nha. Rồi em bán giá 700 ngàn.